Bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Vì sao Chúa không tiêu diệt hết những kẻ thù chống nghịch con cái Ngài? Vì sao Chúa để con dân Ngài phải chịu khổ khi đi theo Ngài? Không có việc gì khó đối với Chúa, nhưng Ngài muốn chúng ta được tăng trưởng đức tin khi đối diện với những gã khổng lồ trong cuộc đời của chúng ta. Khi tin cậy Chúa và nương cậy nơi Ngài, chúng ta sẽ chiến thắng mọi nan đề trong cuộc sống. Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2024, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Escom qua chủ đề Chiến thắng gã khổng lồ. Có lẽ bạn cũng giống như tôi từng thắc mắc rằng vì sao dân Israel phải đánh quân thù của họ theo như lời phán của Chúa để chiếm lấy vùng đất hứa mà Ngài hứa ban cho họ. Thông thường khi có ai đó đề nghị giúp đỡ, chúng ta đều ngại vì sợ bị ràng buộc với họ. Nhưng Chúa muốn chúng ta có mối liên hệ mật thiết với Ngài. Chính lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng từ buổi sáng thế đến nay, Đức Chúa Trời muốn con người thuận phục ý muốn của Ngài trên cuộc đời mình. Do đó, chúng ta phải thuận phục và tin cậy hoàn toàn nơi chương trình tốt lành của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, không có việc gì quá khó cho Ngài. Nhưng Chúa muốn chúng ta tin cậy Ngài hoàn toàn, nhận biết Ngài hiện hữu trong chính đời sống của chúng ta và yêu thương Ngài bằng hành động. Chính vì lẽ đó, Chúa muốn thử thách đức tin của chúng ta trong mọi khó khăn mà chúng ta đối diện. Thật vậy, khi nhìn vào hoàn cảnh sống của mình, thì bạn có thể nhận thấy mình đang đối diện với nhiều vấn đề. Chúng là gã khổng lồ đang ở trước mặt. Chúng không phải là những người Canaan bằng xương bằng thịt và có hơi thở, nhưng chúng khiến bạn sợ hãi, bồn chồn và lo lắng. Một số gã khổng lồ chúng ta đối diện như nỗi mất mát đứa con của mình hoặc chứng kiến cha mẹ mình già yếu đi. Trong thực tế, Chúa là đấng có thể đánh bại những gã khổng lồ chỉ trong chớp mắt. Vì thế, về phần chúng ta muốn Chúa giúp mình loại bỏ đi những gã khổng lồ đó. Nhưng Chúa hiếm khi làm như vậy, vì chúng ta dễ dàng quên đi những việc mà Ngài đã thực hiện cho mình. Vì lẽ đó, chúng ta không bao giờ bày tỏ đức tin của mình và cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta khi Chúa loại bỏ đi tất cả những nan đề trong cuộc sống. Điều đó có nghĩa là chúng ta không sống cuộc đời đẹp lòng Chúa. Vì vậy, chúng ta cần phải trả giá để có thể chiếm lấy vùng đất hứa của mình qua mối liên hệ với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa dựng nên muôn loài vạn vật trong thế giới này, trong đó có chúng ta. Trên hết mọi điều, Đức Chúa Trời muốn chúng ta có đức tin nơi Ngài, dù đó là niềm tin đơn sơ nhất. Thật vậy, chính đức tin vững vàng nơi Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng những gã khổng lồ. Ngoài ra, khi tin cậy nơi Chúa, Ngài sẽ khiến những gã khổng lồ trở nên nhỏ bé và giúp chúng ta vượt qua chúng. Chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng giúp con chiến thắng mọi gã khổng lồ trong cuộc đời. Khi con hoàn toàn nương dựa vào Ngài, tin cậy vào quyền năng của Ngài, thì mọi nan đề đều trở nên nhỏ bé. Xin Chúa giúp con luôn luôn giữ vững lòng tin cậy nơi Ngài, luôn biết thuận phục và sẵn sàng hy sinh vì Chúa để bước theo Ngài qua mọi thăng trầm trong cuộc sống này. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, Chúa có thể hạ gục mọi gã khổng lồ, nhưng Ngài muốn bạn tin cậy Chúa để vượt qua mọi thử thách. Bạn sẽ kinh nghiệm được niềm vui của sự chiến thắng và quả ngọt của đức tin nơi Chúa Giêsu. Vì vậy, hãy tin cậy Chúa ở trong mối liên hệ với Ngài và đồng công với Ngài mỗi ngày. Hãy luôn tạ ơn Chúa và bày tỏ lòng biết ơn Ngài qua từng việc lạ lùng mà Ngài đã, đang và sẽ còn thực hiện trên cuộc đời của bạn. Trời đêm luôn bao tố, mây mù giăng vương u buồn, lòng được yên nghỉ trong danh Giêsu. Ngài, dù quyền lực tăm tối bao trùm tiêu
lời Ngài ta luôn lắng nghe từng câu hay vững vàng, lòng được yên nghỉ trong danh Giê-xu. Ngài là Cha nhân ái,